Xin kính chào quý bà con, quý công chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua là giá nhãn Ido, giá nhãn da bò hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Đối với bà con quý quá anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá nhãn da bò, giá nhãn Ido trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì cũng không có biến động gì nhiều. Cái nhãn hiện nay thì cũng còn đang ở mức cũng khá thấp nếu quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng mạnh trở lại. Giá nhãn Ido hiện nay tại khu vực miền Tây, khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang thì giá nhãn đang dao động ở mức từ 14.000 đến 17.000 đồng ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu, tùy theo từng tiến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua trên lệch lên xuống. Thì cụ thể là nhãn mà da láng đẹp trái to hay bà con mình gọi là nhãn whip, nhãn sồ thì dao động từ 16 đến 17.000 đồng ký nếu được không. Nhãn đẹp lựa hàng whip thì dao động từ 16 đến 17.000, còn nhãn chung thì dao động từ 15.000, nhãn sồ thì dao động từ 14 đến 15.000 đồng ký nếu được không. Nhìn chung thì tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Ngoài ra thì tình giá nhãn cũng còn chênh lệch tùy theo từng hình thức mua cô lái, mua cắt hết vườn hay là mua cắt từng đợt mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống. Ngoài ra thì cũng còn chênh lệch tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái, công thu hái của nhà vườn hay công thu hái của thương lái mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống. Nói chung thì việc cập nhật tình giá nhãn hiện nay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu, giá thì đang nằm ở mức từ 14 đến 17.000, nhưng mà lên xuống thì chênh lệch sẽ tùy theo từng vườn khác nhau, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần, tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái, công của nhà vườn hay là công của thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Nhãn da bò hiện nay thì cũng dao động ở mức từ 9 đến 10.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh để quý bà con mình có lãi cao. Thì tạm thời mình xin cập nhật giá nhãn hôm nay. Khi nào mà giá nhãn có thay đổi mạnh hay là ngày mai nếu mà có giá thay đổi mạnh thì mình sẽ tiếp tục làm thêm. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip tiếp theo.